Dạ em xin chào các bác các anh đã ghé tới kênh của em Giày Si Sài Gòn ạ. Shop em tại địa chỉ 532 Phạm Văn Đồng, phường 13 và quận Bình Thạnh ạ. Nếu các bác nào mà có ở Sài Gòn thì ghé 532 Phạm Văn Đồng, phường 13 và quận Bình Thạnh ủng hộ shop em với nhá. Hôm nay đầu xuân năm mới em lên rất là nhiều mẫu giày tây cho các bác lựa chọn mang đi làm và đi chơi ạ. Mẫu đầu tiên em lên cho các bác đó là một em giày tây công sở, size chuẩn của em đó là size 39 nha các bác. Em này size rất là bé ạ. Bác nào mà chân ấm ấm thì mang em này rất là đẹp nha. Tại vì form em này rất là gọn luôn, form Nhật rất là gọn nha các bác. Đó, rất là đẹp nè. Màu đen mình phối quần tây rất là đẹp luôn. Quần tây đó, size chuẩn của em là size 39. Đế của em nó này đế cao nha các bác. Đôi này tầm 4-5 phân đấy nha. Bác nào có chiều cao khiêm tốn thì em này thì rất là ok luôn. Đó, đế em chưa vệ sinh thôi. Em vệ sinh nhờ em ship cho các bác là ok nha. Size chuẩn của em đó là size 39, form Nhật cho nên mà dáng rất là gọn và nhỏ nha các bác. Lòng trong của em đó là phun da toàn bộ này các bác. Đó, rất đẹp luôn. Đó, form dáng rất là đẹp, đế cao này các bác đó. Các bác nào quan tâm mẫu này thì inbox giúp em đó là mã H107, size 39, giá 500k. Các bác chốt đơn có thể gọi điện trực tiếp cho em hoặc là nhắn tin qua Zalo cho em nha. Tiếp tục em lên cho các bác một em giày tây công sở, size chuẩn của em nó là size 41.5 nha các bác. Form này khá là đơn giản. Đó, form trơn đơn giản, các bác nào mà không thích cầu kỳ thì em này thì là rất là hợp lý nha. Tại vì mũi em này là mũi trơn, nó không hoa văn cầu kỳ gì đâu nha. Size chuẩn của em nó là size 41.5, form trơn đơn giản. Form này lên quần tây rất là đẹp luôn ạ. Form trơn, dáng off phát, dáng rất là thon gọn luôn. Size chuẩn của em nó là size 41.5. 41.5 nha các bác. Ồ, form dáng rất là đẹp. Thương hiệu Midas. Thương hiệu Midas nha các bác. Midas. Ồ, form dáng rất là đẹp luôn. Ồ, đế của em nó còn rất là đẹp nè. Midas này là có chống trơn luôn. Các bác mang bao bền bao chắc, dòng da này rất là mềm luôn ạ. Các bác nào quan tâm mẫu này thì inbox dùm em đó là mã H106, size 41.5, giá 500k. Tiếp tục em lên cho các bác một em giày tây màu nâu. Form này thì mình có thể phối quần tây hay là quần jean đều rất là ok nha các bác. Màu nâu thì mình có phối quần tây, quần jean và quần kaki mang đều được nha. Form trơn đơn giản này các bác. Đó. Mũi em này mũi hơi nhỏ chút xíu thôi. Các bác nào thích thon gọn thì mấy dáng này rất là thon gọn nha. Màu của em đó là màu vàng bò. Đó, rất là đẹp luôn. Size chuẩn của em đó là size 41 nha các bác. Bộ đế em này còn rất là đẹp. Em này sản xuất tại Hàn Quốc nha các bác. Size chuẩn của em đó là size 41 ạ. Size 41 màu vàng bò, thương hiệu Soda, sản xuất tại Hàn Quốc ạ. Lòng trong của em nó dập thiệu Soda Home này mà các bác. Đó, rất là đẹp luôn. Đó, da rất là đẹp và rất là mềm nha. Da này rất là mềm ạ. Các bác nào quan tâm mẫu này thì inbox dùm em đó là mã H110, size 41, giá 450k. Các bác chốt đơn có thể gọi điện trực tiếp cho em hoặc là nhắn tin qua số điện thoại Zalo em có để trên màn hình các bác nha. Tiếp tục em lên cho các bác một em giày tây công sở. Ờ, các bác nào thích mà dạng da bóng mà lười đánh xi thì em này là chỉ cần lau thôi nha. Không cần đánh xi nó cũng báo bóng rồi, chỉ cần khăn khô mình lau thôi. Em này thiết kế của em này là form trơn đơn giản nhưng mà da của nó là da bóng nha các bác. Da bóng thì mình ít phải vệ sinh hơn. Đó, chỉ cần lau qua dễ khô nó cũng sạch và nó cũng bóng rồi nha các bác. Đế của em nó cao tầm 3 phân. Đó, đế em đã có chống trơn này rất là đẹp này các bác. Bộ đế này có độ bám rất là cao. Size chuẩn của em nó là size 40 trên 40.5 chân thon nha các bác. Bác nào chân 40 thì mang em này nó thoải mái hơn nha. Còn 40.5 thì bác nào chân thon thon thì 40.5 mang ok ạ. Thì bình thường thì nếu mà muốn thoải mái thì chân bác nào 40 thì chốt ok hơn nha. Lòng trong của em nó thương hiệu bên trong, dập bên trong được bác. Một da đó. Form dáng rất là đẹp luôn, form thon. Đế em nó còn rất là mới. Size chuẩn của em nó là size 40 trên 40.5, thuộc dạng da bóng nha các bác, da bóng ạ. Dạ, da bóng rất là mới. Các bác nào quan tâm mẫu này thì inbox giùm em đó là mã H109, size 40.5, giá 450k. Tiếp tục em lên cho các bác một em giày tây công sở. Em này rất là đẹp luôn nha các bác, form trơn đơn giản. Thiết kế của em đó là đế da, sản xuất tại Italy nha các bác.
Đó, mặt da rất là đẹp luôn, da khá là dày, rất là láng mịn nha. Em này là còn chưa đánh si luôn đấy, đánh si lên nước nữa là rất là đẹp luôn. Thiết kế của em đó là đế da, form trơn, rất là đơn giản, nó không cầu kỳ. Quần tây thì khá ok nha các bác. Đế của em nó thuộc dạng đế da nha các bác. Sản xuất tại Italy ạ. Đế da sản xuất tại Italy. Size chuẩn của em đó là size 41 nha các bác. Size 41 ạ. Lòng trong của em nó phun da dập hiệu này các bác. Đó, form rất là đẹp luôn. Đó, form rất là sang luôn nha các bác. Các bác nào quan tâm mẫu này thì inbox giùm em, đó là mã H105. H105 size 41, giá 550k. Các bác chốt đơn có thể gọi điện trực tiếp cho em hoặc là nhắn tin qua số điện thoại Zalo em có để trên màn hình các bác nha. Tiếp tục em lên cho các bác một em giày tây công sở. Em này cũng size 41 luôn nha các bác, 41 nhưng mà form này nó hơi nhọn chút xíu cái mũi nha. Bác nào mà thích dáng ốc phót thon gọn thì đôi này khá ok nha. Da của em nó thì khá là dày dặn rồi. Đó, form dáng hơi thon, mũi hơi nhọn nha các bác. Đó, các bác nào thích nhọn nhọn thì em này ok lắm nha. Size chuẩn của em nó là size 41, sản xuất tại Japan của Nhật ạ. Made in Japan. Size chuẩn của em nó là size 41 nha các bác. Size 41, sản xuất tại Nhật ạ. Form thon đơn giản nha. Bác nào mà chân bị ngang to thì đôi này nó hơi bị kích, còn nếu mà chân dài đôi này 41 là ok lắm nha. Lòng trong phun da toàn bộ nha các bác, rất là đẹp luôn, còn tem luôn nè. Đó, form dáng rất là thon gọn nè các bác. Đó, da em này rất là mềm nha các bác, da mềm nha. Đó, đế em nó còn rất là đẹp. Đó, các bác nào quan tâm mẫu này thì inbox giùm em, đó là mã H104 ạ. H104 size 41, giá 500k. Các bác chốt đơn có thể gọi điện trực tiếp cho em hoặc là nhắn tin qua Zalo cho em nha. Tiếp tục em lên cho các bác một em giày tây công sở. Hôm nay em lên rất là nhiều mẫu form trơn cho các bác mang đi làm ạ. Size chuẩn của em này là size 42 nha các bác. Form trơn đơn giản ạ. Da em này khá là dày dặn và rất là mềm luôn nha các bác. Da em này khá là mềm, mà cảm giác rất nhẹ và êm chân. Form trơn đơn giản nha các bác. Form này form trơn đơn giản. Đó, đế đã được khâu rất là chắc chắn rồi nha các bác. Size chuẩn của em nó là size 42. Size 42, form trơn đơn giản ạ. Da em này khá là mềm nha các bác. Da em này rất là mềm luôn. Lòng trong của em nó là phun da dập hiệu bên trong này các bác. Đó, form rất là đẹp. Size chuẩn của em nó là size 42 ạ. Đó, bộ đế em còn rất là mới, đã khâu rất chắc chắn rồi nha các bác. Đó, các bác nào quan tâm mẫu này thì inbox giùm em, đó là mã H102, size 42, giá 500k. Em này da rất là mềm luôn nha các bác. Da rất là mềm, mềm để mình mang cảm giác rất là êm chân luôn. Đó, đi lâu mình không bị đau chân nha. Đó. Tiếp tục em lên cho các bác một em giày lười. Em này là bác nào mà chân to thì mang em này ok nha. Em này size chuẩn em nó là size 43 nha các bác. Size 43. Các bác nào quan tâm mẫu này thì inbox giùm em nha. Bác nào chân to bề ngang thì em này mang ok nha. Size chuẩn em nó là size 43. Màu của em đó là màu nâu nha các bác, màu nâu đỏ. Size 43 màu nâu đỏ ạ. Đó, form dáng đơn giản. Đế của em đó thì cao tầm 2,5 phân thôi nha các bác. Đế em này đế thấp nha, không có cao lắm đâu, 2,5 phân đến 3 phân thôi ạ. Bộ đế của em nó này các bác, thương hiệu Soda, sản xuất tại Hàn Quốc nha các bác. Soda sản xuất tại Hàn Quốc ạ. Đó. Lòng trong của em nó dập hiệu Soda bên trong này các bác. Soda bên trong rất là đẹp luôn. Lòng trong vàng chóe luôn nè. Đó, rất là đẹp. Size chuẩn của em này là size 43. Bác nào mà chân bề ngang to thì đôi này ok luôn nha. Chân chuẩn là 275 cm, tương đương 43 nha các bác. Các bác nào quan tâm mẫu này thì inbox giùm em, đó là mã H100, size 43, giá 450k. Tiếp tục em lên cho các bác một em loafer. Một em loafer size chuẩn của em đó là size 42 nha các bác. Size 42, thiết kế của em đó là đế da. Đế da đã khâu rất là chắc chắn. Đó, form dáng đơn giản. Mũi trước em nó là da bò đan dập vân kiểu nha các bác. Đó, da đỏ và đan kiểu rất là đẹp luôn. Đế của em nó đế da này các bác còn rất là đẹp luôn. Đó, độ bóng độ mới còn khá là cao nha các bác. Đó.
Size chuẩn của em đó là size 42. Size 42. Form dáng thon gọn nha các bác. Lòng trong của em đó là full da dập hiệu này, cả toàn bộ bên trong nha. Này. Da nguyên tấm luôn nha các bác. Đó, rất là đẹp, dòng này khá là bền bỉ luôn. Đó, da màu đan. Để em nó còn rất là mới. Các bác nào quan tâm mẫu này thì em book giùm em đó là mã H108 ạ. H108 size 42, giá 500k. Các bác chốt đơn có thể gọi điện trực tiếp cho em hoặc là nhắn tin qua số điện thoại Zalo em có để trên màn hình các bác nhá. Tiếp tục em lên cho các bác một em loafer. Đó, thiết kế của em này là da lộn nha các bác. Da lộn thì mình vệ sinh đó, bằng cách là mình chỉ cần giặt nước thôi nha. Da lộn mình giặt nước thôi, mình không cần lên xi nha các bác. Đó. Khóa của nó thiết kế giống khóa Gucci, khóa đồng nha các bác. Khóa da dập vân giống khóa Gucci này, đó rất đẹp luôn. Khóa này giống khóa Gucci. Đó, khóa đồng. Thiết kế của em đó là da lộn nha các bác. Size chuẩn của em đó là size 42/42.5 nha. 42/42.5 nha các bác. Da em này rất là mềm luôn. Da lộn nhưng rất là mềm. Dòng này thì mình mang quần sọt, quần jean ok nha. Quần sọt, quần jean rất là ok, không cần mang vớ nha. Nó thuộc dạng dày lười mọi á. Đó, rất là đẹp luôn. Size chuẩn của em đó là size 42/42.5. Các bác nào quan tâm mẫu này thì em book giùm em đó là mã H101 size 42, giá 450k. H101 size 42, giá 450k. Tiếp tục em lên cho các bác một em giày lười. Em này size rất là bé nha các bác. Size chuẩn của em đó là size 39 ạ. Size 39 form Nhật, cho nên mà form dáng rất là nhỏ gọn nha các bác. Rất là nhỏ gọn luôn. Size chuẩn của em đó là size 39 ạ. Form trơn đơn giản, size 39 ạ. Đế của em đó là cao tầm 4 phân nha các bác. Đế cao 4 phân. Đó, đế nó còn rất là đẹp luôn. Size chuẩn của em đó là size 39 ạ. Size 39 nha. Lòng trong của em đó là full da toàn bộ dập hiệu bên trong. Đó, form dáng rất là đẹp luôn. Các bác nào quan tâm mẫu này thì book giùm em đó là mã H111 size 39 ạ. Giá 500k. H111 size 39 giá 500k. Tiếp tục em lên cho các bác một em giày lười. Một em giày lười dáng quần tây rất là đẹp luôn này các bác. Form này mình khói với cột dây nha. Giày lười màu đen nha các bác, màu đen. Dập vân giống như vân da rắn nha các bác. Dập vân, da bò dập vân. Size chuẩn của em đó là size 41 ạ. Size 41 ạ. Lòng trong của em đó là full da toàn bộ này các bác, rất đẹp luôn. Đó. Size chuẩn của em đó là size 41, da rất là mềm luôn. Da rất là mềm luôn nha các bác. Size chuẩn em 41. Đó, đế da. Đế da đã được dán chống trơn rồi nha các bác. Sản xuất tại Italy. Size chuẩn của em đó là size 41 ạ. Size 41. Các bác nào quan tâm mẫu này thì book giùm em đó là mã H103 size 41 giá 500k. Các bác chốt đơn có thể gọi điện trực tiếp cho em hoặc là nhắn tin qua Zalo cho em nha. Em xin chào các bác, em hẹn các bác vào live tiếp theo nha.